Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Organ K150 hiện đang được ưa chuộng tại các trung tâm dạy nhạc cũng như khách hàng gần xa. Nên video lần này mình sẽ cùng mọi người tham gia buổi chuẩn bị đàn K150 số lượng lớn đến với đại lý tại Phú Nhuận. Cùng bắt đầu video với mình nhé. Tìm đang trên đường vào kho, thời tiết trong lành, nắng ban mai dịu nhẹ. Tới kho hàng của Minh Phụng Music rồi, với số lượng sản phẩm lớn, đa dạng từ mẫu mã cho đến kiểu dáng. Các cây K150 chuẩn bị cho buổi đi hôm nay đang được nhân viên truyền tay nhau đem xuống sẽ ngay ngắn, thuận lợi cho việc kiểm tra tránh sai sót Siri trong lúc lấy hàng. Bên cạnh keyboard, anh em sẽ thấy được những cây piano cơ kiểu dáng đẹp, phong cách châu Âu được bảo dưỡng thường xuyên. Số lượng lớn đàn K150 được xếp thành hàng dài cho việc đếm hàng được dễ dàng. Mời anh em cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của đàn nhé. Ngoài tên thì thông tin nổi bật được nhà sản xuất in trên hộp cho khách hàng tham khảo và lựa chọn. Các chức năng cũng như thông số kỹ thuật của K150 được team làm rất nhiều video trên kênh gửi đến anh em. Vì thế, các bạn hãy vào kênh YouTube và gõ từ khóa K150 để xem toàn bộ chi tiết unbox và overview về đàn để lúc quân đàn cho chuyến đi rồi. Mọi người có thể thấy bên cạnh sự chu đáo trong việc kiểm tra hàng và đóng gói được đội ngũ đầy chú trọng, hai nhân viên xếp đàn thành cục to rồi quấn ni lông thành nhiều lớp giúp đàn tránh chảy xước thùng và ẩm ướt do mưa trong khi vận chuyển. Quấn hộp gan đã xong, mời mọi người cùng ngắm nhìn sự tinh tế từ những mẫu đàn cơ được trưng bày tại kho nhé. Xin giới thiệu với anh em hai cây piano cơ được chuẩn bị cho chuyến đi hôm nay nhé. Piano Apollo đen bóng mang đường nét mềm mại về quận 2. Piano Earl Windsor nâu gỗ vẽ cổ điển kiểu gỗ nguyên khối đi đến Đắk Lắk. Team mang K150 ra ngoài và chất lên xe với khối lượng gọn nhẹ chỉ 4kg nên khiêng một lần hai cây rất dễ dàng. Mỗi chuyến đi sẽ từ 5 đến 7 cây. Bạn nhân viên buộc đàn cẩn thận trước khi lên đường. Mọi người cùng đi đem đàn đến đại lý với team nhé. Hơn 10 giờ nên đường phố xe cộ quá lại đông đúc, thời tiết khá oi bức nhưng team vẫn vượt qua mọi rào cản ấy để đem những sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng. Đến nơi rồi, đem đàn vô thôi. Vậy là video về buổi chuẩn bị và đem hàng đến với đại lý cây organ K150 đã hoàn tất tốt đẹp. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mô đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.